Đây là hàng em Khoan, là kênh thị trường cao. Đây hôm nay thầy có thời gian thầy vào. Cháy toàn bộ luôn à? Vâng. Thế lúc em ở trường về có kịp về không? Em về thì tới hết rồi. Thế à? Đó. Toàn củi chắc, gỗ nè. Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay cũng là ngày rất là buồn, là có em học sinh này em Pha ở trong team thầy trò vùng cao. Em cũng chuyên gia cùng với kênh thầy trò vùng cao là đi làm thiện nguyện trong những năm tháng mà thầy trò ở trường cùng với nhau. Thì như hôm qua là báo về là gia đình em là bị cháy nhà thì hôm nay là thứ bảy thì cháu mới được nghỉ thì mới vào thăm và động viên gia đình em. Như hôm qua báo về theo hình ảnh của mọi người chụp gửi ra thì đám cháy rất là lớn luôn, và hầu như là cháy toàn bộ, là không cứu được một tí nào. Vì nhà em này lại ở gần như ở cuối bản, ở tận trên đỉnh đồi ạ. Năm nay cũng là cái năm cuối cấp của em nữa, nên chỉ còn 2 tuần nữa thôi là em được nghỉ, nên là cố gắng đợt này là thầy cho cháu vào cũng không chưa biết là động viên kiểu gì. Nó chỉ biết là báo với gia đình là thôi để cho em ra trường để em học nốt, vì nhà cháy thì cũng đã cháy rồi, bây giờ mà cứ ở nhà thì cũng rất là nguy hiểm, vì là gia đình em cũng rất là hoàn cảnh, bây giờ cũng neo người nữa. Nếu mà hôm nay mà không vào động viên em thì khả năng là em cũng không thể ra trường được luôn. Vâng, cũng thưa quý cô anh chị là với cái tình cảnh như này thì thầy trò cháu cũng chưa biết là động viên kiểu gì với em ạ. Đây trước mặt quý cô bác anh chị là khung cảnh ngôi nhà của em là gần như là cháy sạch luôn, không còn cái gì cả. Tình hình ôi. Ôi. Cháy hết như này cơ à? Thế là về từ hôm qua rồi phải không Pha? Em về từ thứ năm rồi. Ờ, thế là cháy hết không còn lại một tí nào à? Khổ thân. Ở đâu đi ra đây để thầy hỏi thăm tí xem nào. Thế là mà tình hình là nhà có cứu lại được cái gì không? Nhà em bị cháy hết rồi thầy ạ. Đây hôm nay thầy mới có thời gian thầy vào. Cháy toàn bộ luôn à? Thế lúc em ở trường về có kịp về không? Em về thì cháy hết rồi, chỉ thấy khói lửa. Thế à? Vâng. Em về thì cháy hết rồi. Em cũng bỏ ăn trưa ở trường xong rồi. Thế bố mẹ đi đâu hết rồi? Hôm nay bố mẹ em đi xem bà chưa về. À. Có cứu được cái gì ở trong nhà không? Không cứu được cái gì đâu thầy. Không cứu được cái gì à? Vâng. Với lại 10 triệu của nhà thì cũng cháy hết rồi. 10 triệu tiền của nhà cũng cháy hết rồi hả? Vâng. Không có cái gì nữa đâu. Chỉ có người xung quanh ở đây thôi bảo cứu được nhà kia thôi thì... À, nhà này là cứu được đây đúng không? Vâng. Thế nào? Cháy lan sang cả nhà này bên này luôn à? Vâng. Ui ôi. May nhờ, nhà này may còn cứu được. Thế hôm các bạn có ai quay được phim không? Có bạn thì quay được. À thế à? Vâng, vâng, cháy không còn tí nào luôn này. Thì các anh chị xem. Hai nhà thì gần gần nhau. À cái chỗ cái đống gỗ này là hôm qua là cháy gần hết rồi, xong mọi người mới vào được để dập nước đây đúng không? Còn không thì chắc là cũng đi hết thôi.
Gỗ thì toàn gỗ quý, gỗ này là gỗ kháo mà nhà nhà em thì cũng làm rất là lâu rồi. Nên là nó khô nữa, nó khô thì gỗ là nó bùng lên thì chắc là cháy rất là to luôn nên không thể vào cứu nổi. Đây, kinh chứng tỏ là củi thì toàn củi chắc, gỗ là sau trận hỏa hoạn là còn lại một đống tàn dư như này. Thế là không cứu được một cái gì ở trong nhà ra hả Pha? Thế chứng tỏ là cháy rất là to ấy đúng không? Lúc đấy có người ở nhà không? Mà có người ở nhà thì chắc là cũng không có nước dập đâu quá. Lúc đấy có người ở nhà không? Cả nhà đi làm hết rồi thì ở nhà là cháy. Lúc đấy em đi học thì em biết gì. Vâng, cổ thân đây hai anh em. Vâng, thưa quý ông anh chị là cũng chả biết nói như nào nữa, hôm nay thầy trò sóng chỉ lên chia buồn với gia đình của em thôi. Thì buổi trưa hôm đấy thì mấy thầy trò thì vẫn ở trường với nhau. Vẫn ở trường với nhau thì bảo nghe tin thì bảo cháy nhà thì ở trong làng Tống thì hỏi. Lúc đấy thì lại hỏi ra thì cái người họ gọi điện thì cũng không nói rõ. Thế mãi sau về hỏi thì hóa ra là nhà này em Pha. Vâng, thưa quý ông anh chị là ở khu vực này là thuộc thôn Làng Tống. Thôn Làng Tống thì ở từ tính từ trung tâm vào trong này thì rất là xa, nên là đa số là bà con đây cũng toàn làm bằng nhà gỗ thôi. Vì cũng không thể chuyển được, nếu mà làm nhà xây cũng không được, làm nhà xây vào đây thì đắt tiền lắm. Vì là đường đi từ trung tâm vào đến đây cũng phải tầm 16-17 cây, mà đường thì đường đất nên là xe chắc không thể vận chuyển được vật liệu vào trong này. Củi này thì than đượm lắm. À gỗ này là gỗ này toàn gỗ chắc luôn. Toàn là cây táo mật. Kháo à? Toàn là kháo đúng không? Đây, cháy lan sang ở nhà bên kia. Thôi, ra đây thầy bảo phai. À, tình hình là như này nhá. Thôi thì thầy cũng không biết nói gì hơn đâu. Hôm nay là thầy vào thì xem tình hình cập nhật thì thầy cũng chia buồn với gia đình em nhá. Thì là bây giờ thì em năm nay lớp 9 rồi, cuối cấp. Thì cố gắng là chủ nhật xong chiều chủ nhật thì em cứ ra trường đi học đấy nhá. Bởi vì là năm nay là cuối cấp rồi. Nhà cháy hết như này thì cũng chả biết là làm nói như nào nữa. Thì cái này thì thôi để cho bố mẹ ở nhà thì sẽ từ từ gây dựng lại nhá. Còn bởi vì là em là đang cuối cấp rồi. Nên thầy cũng rất là thương. Nhưng mà bây giờ thầy cũng không biết làm nào, chỉ phải biết vào động viên em thôi nhá. Thầy bây giờ nhà em cũng cháy hết rồi, không có nhà ở nữa thì chắc sang tuần em chưa đi học được, em vẫn ở nhà giúp đỡ bố mẹ để sửa nhà xong em mới đi. Thế để cái này thầy về thầy báo với thầy cô giáo chủ nhiệm chứ, bởi vì năm nay là em học lớp 9 rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa là em ra trường rồi. Thế là thầy cũng rất là mong rồi, trước tiên là thầy vào chia buồn cùng gia đình em. Nhưng mà để bây giờ mà em nghỉ học thì cũng rất là buồn. Đấy thì cứ báo với bố mẹ, thì xin bố mẹ một câu nhá. Để em xin chắc là như này thế thì không có nhà chắc bố mẹ chưa cho đi được đâu thầy. Thì em cũng rất là xin thầy cô hiệu trưởng nghỉ sang tuần, hết sang tuần sửa nhà bên kia xong thì em mới đi học được. Thôi thì thầy cũng chả biết nói gì hơn nữa. Vì là bây giờ cái gia cảnh em như này thì
thầy sẽ về thầy báo lại với nhà trường cho em nhé. Vâng, thưa quý cô bác anh chị là thầy trò cháu hôm nay vào thì cũng chả biết là nói nào nữa, vì gia đình nhà em thì cũng chẳng may xảy ra hỏa hoạn này thì cũng cháy hết sạch rồi. Cái này thì em pha này mẹ là trong team thầy trò vùng cao đấy, chuyên ra là lúc nào mà có cái chương trình thiện nguyện gì thì em cũng là có mặt đầu tiên để đi cùng với team thầy trò vùng cao là chuyên đi làm thiện nguyện cùng với thầy trò cháu. Thì hôm nay đúng cái hoàn cảnh gia đình em là cũng chả biết nói gì hơn nữa, nó cũng là một cái tai nạn thôi. Thì nó xảy ra hỏa hoạn này trong khi thật gia đình lại đi làm nương hết đúng không, làm nương không có ai ở nhà thì là cháy không còn một cái gì luôn. Thế là cả 10 triệu tiền tiết kiệm trong nhà cũng cháy mất à? Thế bây giờ nhờ. Vâng, đây quý cô bác anh chị xem này, cháy không còn một cái gì thì rất là buồn cho gia đình nhà em. Thì thầy trò cháu không biết nói gì hơn nữa, cũng chỉ biết vào động viên em thôi, động viên tinh thần em, thì mong em cố gắng sau đợt này thì cũng báo với gia đình là phải cho em ra trường, bởi vì em là năm nay lớp 9 rồi, lớp 9 cuối cấp, cũng đang động viên cho em học hết cấp. Cháy may mà kịp cứu được cái nhà này đây đúng không? May là chưa được, nên là tắt được cái này, không tắt được cái này chết hết. Không tắt được là đi cả cái này thì thiệt hại lớn lắm rồi. Đấy. Bao nhiêu chân tiền đấy. Vâng, cái này nhà này toàn gỗ kháo này phải không? Toàn gỗ kháo mới rủ. Vâng. Thế là vẫn trườn, vâng. Vẫn trườn hết rồi. Vâng. Ông là bác của Pha à? Vâng. Vâng. Đây là ông bác của em Pha. Thế nhỉ, cũng chả biết nói gì, phải cái này chỉ biết chia buồn cùng với gia đình thôi. Bao nhiêu đứng lên cháy như thế này. Này toàn là cái văn lập nhà ấy. À vâng. Thế của cải tiền bạc trong nhà là không cứu ra được tí nào luôn đúng không? Có đâu. Cháy hết là làm gì mà tìm điện đó. Cháy thì nữa hết rồi mà làm gì tìm điện đó. Vô sủa xuống đường tuần đấy. Vâng. Vô sủa xuống nhau đường tuần là cháy. Vâng, thôi phai ra thầy à. Vào này. Thì là thôi thì bây giờ thầy cũng xin phép thầy về nhá. Vâng. Thầy về thì cũng chỉ biết vào động viên gia đình em như thế thôi. Thì thôi thì thầy trò cháu cũng không biết nói gì hơn. Cái hoàn cảnh của gia đình em thì xảy ra như này thì cháu cũng chưa không biết nói gì, thì cũng rất là kính mong các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân xin được chung tay hỗ trợ cho gia đình nhà em Pha một khoản kinh phí để sau đợt này về gia đình nhà em cũng sẽ làm lại được cái nhà để ổn định lại cuộc sống, và em Pha tiếp tục được tới trường và cùng đồng hành với kênh thầy trò vùng cao. Thì rất là buồn, thì thầy xin phép nhá. Có gì thì thầy sẽ liên lạc với gia đình sau nhá. Vâng, thì video thầy trò cháu xin phép được kết thúc tại đây. Xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị cùng toàn thể các bạn có một buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.